Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng vừa mới có văn bản gửi ban nhân dân thành phố đề xuất thay đổi phương thức rồng phun lửa, phun nước thật hiện nay của cầu rồng. Thay vào đó, sẽ áp dụng công nghệ ánh sáng để tạo hiệu ứng tạo cảnh phun lửa, phun nước bằng công nghệ ánh sáng 3D. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, có thể sử dụng công nghệ chiếu sáng laser, đèn led để tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng cho cầu rồng. Trong đó, phương án 1 là giữ nguyên hệ thống phun nước hiện tại, bổ sung đèn led chiếu sáng thì nước, còn hệ thống phun lửa sẽ sử dụng đèn led 3D chiếu lên không trung. Phương án 2 là thay thế hoàn toàn hệ thống phun lửa phun nước thật hiện nay bằng một màn hình led dạng mạnh ma trận lưới trong suốt lắp dọc phía trước đầu rồng để tạo ứng phun nước phun lửa bằng phim 3D có âm thanh. Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng đang xem xét phương án khả thi để quyết định áp dụng.